Laudare, benedicere, predicare, ngợi khen, chúc tụng, giảng thuyết. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Đó là lời chân tình nhất mà anh em Đa Minh chúng tôi gửi đến quý vị. Kính chào cộng đoàn. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, chúng ta hoàn toàn xác tín và tung hô Chúa Kitô là vua. Một vị vua không giống với các vua chúa trần gian. Ngài không mũ áo cân đai, Ngài không chém đinh chặt sắt, Ngài cũng không đường bệ cao sang. Vì danh Ngài là vua tình yêu. Vì yêu thương, Ngài đã hiến thân để cho chúng ta biết, để chúng ta học được bài học yêu thương như Ngài. Mời cộng đoàn cùng chiêm ngắm vị vua tình yêu để từ đó rút ra một bài học cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chủ nhật 34 thường niên, Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội cho chúng ta mừng kính lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Chắc chắn chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của ngày lễ không chỉ dừng lại ở khía cạnh diễn tả sự uy nghi của Chúa Kitô. Thế nhưng ngày cuối cùng của năm phụng vụ, khi chúng ta mừng lễ Chúa Kitô vua, Giáo hội muốn cho thấy Đức Kitô là khởi đầu và Đức Kitô là cùng đích của nhân loại. Ngài làm cho dòng lịch sử của nhân loại có khởi đầu và có đích điểm. Cái đích điểm ấy ở trong Thiên Chúa. Có người hiện hữu trong dòng thời gian, và dòng thời gian ấy không phải là một thời dòng thời gian trôi qua một cách gọi là bâng quơ, nhưng dòng thời gian hướng đến nguồn ân sủng viên mãn trong Con Một của Thiên Chúa. Chúng ta biết lễ Chúa Kitô vua thì mới được Đức Pio thứ 11 thiết lập vào năm 1925. Và không phải chỉ là năm 1925 thì Đức Kitô mới là vua. Ngài là vua từ khi có thể nói trái đất chưa được tạo thành. Bởi vì từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời là Thiên Chúa, ngôi lời ở cùng Thiên Chúa. Thế ra nói với chúng ta như thế. Và chính nhờ lời mà muôn vật được tạo thành, nhờ lời mà thế giới này được tác tạo. Ngài là vua từ nguyên thủy. Thế nhưng con người không nhận ra Đức Giêsu Kitô là vua. Hay có thể nói đúng hơn, khi nhận ra Đức Giêsu Kitô là vua trong một bối cảnh rất trớ trêu, đó là vua Kitô bị treo trên thập giá. Chính bản án đóng trên đầu tử tội Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái, như một lời trang trọng giới thiệu với toàn thể nhân loại, Đức Kitô là vua của thế giới. Hơn một lần, dân chúng muốn tôn Đức Giêsu là vua. Thế nhưng Ngài từ chối tất cả, Ngài không chấp nhận cái quan niệm là vua trong tâm thức của con người của mọi thời đại. Ngài không là vua theo kiểu hiểu của chúng ta, không là một vị vua uy quyền dùng roi sắt mà thống trị muôn dân. Ngài không phải là một vị vua quyền bính, một vị vua chính trị, một vị vua để người ta phục vụ, người ta hầu hạ. Không, Ngài là một vị vua đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ngài là vua cúi mình rửa chân cho từng người môn đệ. Đức Kitô là vị vua thiên sai, là vị mục tử, là người đã vâng phục Thánh Ý Chúa Cha và vâng phục cho đến chết, là vị vua của yêu thương.
Dựa vào các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta có thể phác họa đôi nét chân dung của vị vua Kitô mà chúng ta mừng kính. Bài đọc thứ nhất, Ezekiel miêu tả hình ảnh của vị mục tử nhân lành. Ta có thể hiểu đó chính là hình ảnh mà Ezekiel miêu tả về vị vua thiên sai. Ta sẽ đích thân kiểm điểm đoàn chiên của ta. Ta sẽ chăm sóc đoàn chiên của ta. Ta sẽ dẫn đoàn chiên, kéo chiên ra khỏi chốn lầm lạc và nuôi chiên trên đồng cỏ xanh tươi. Không con chiên nào nằm ngoài ánh mắt yêu thương của vua Kitô. Những con lạc Ngài đi tìm và vác đưa về đàn. Những con chiên đau yếu thì Ngài chữa trị. Những con chiên khỏe mạnh thì Ngài chăm sóc. Ezekiel miêu tả cho chúng ta hình ảnh của một vị mục tử, một vị mục tử thiên sai. Hình ảnh mà lễ Kitô vua cho chúng ta được nghe đó chính là chân dung thần linh của vị vua Kitô, một vị vua, một mục tử nhân lành, một trái tim nhân hậu yêu thương. Thưa cộng đoàn, còn trong bài đọc 2, lá thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto cho chúng ta thấy một khía cạnh khác của vị vua Kitô. Đó là một vị vua đã vâng phục cho đến chết. Khi Thiên Chúa đặt tất cả mọi sự, mọi quyền bính dưới chân Đức Kitô, Đức Kitô vâng phục thánh ý Chúa Cha, để rồi tất cả mọi sự và muôn loài đều quy phục Thiên Chúa. Một vị vua nhưng không dùng quyền bính của mình, hay nói đúng hơn, quyền bính của vị vua Kitô là quyền bính của vâng phục thánh ý Chúa Cha, vâng phục cho đến chết. Và nếu như vị vua trần gian có ngai vàng rạng rỡ, thì vị vua Kitô, ngai vàng của Ngài chính là thập giá thương đau, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. Dung mạo của vị vua mà người ta không còn nhận ra Ngài nữa. Ecce homo, này là người. Dung mạo bị biến dạng, một dung mạo mất hết tất cả vị khả ái tự nhiên của một con người, dung mạo của một kẻ tử tội. Đó là vị vua Kitô của chúng ta. Vì yêu thương chúng ta và vì yêu mến Thiên Chúa, Ngài đã chấp nhận tất cả để thánh ý Thiên Chúa được thành toàn. Và thưa cộng đoàn, đặc biệt trong bài tin mừng, Thánh Matthew mô tả cho chúng ta bối cảnh của cuộc phán xét. Chương 25 của Matthew được đọc trong ngày lễ Chúa Kitô vua mang một ý nghĩa đặc biệt. Ta có thể đọc đó như bối cảnh của một cuộc phán xét, và vị thẩm phán không ai khác là vua Kitô. Nhưng chúng ta cũng có thể đọc đó là bối cảnh của một vị vua tràn đầy yêu thương. Dường như những điều mà vua Kitô phán xét không là gì khác ngoài giới răn yêu thương. Ngài chấp nhận hóa mình để trở thành những con người bé nhỏ nhất. Vị vua Kitô quyền bính từ trời cao, nhưng hóa thân trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt giữa cuộc đời. Một vị vua mà cả thiên thần phải sụp lại, thì lại trở thành hiện thân của những con người đầu đường xó chợ, những kẻ bị bỏ rơi, những kẻ bị loại trừ, những kẻ bị đè bẹp. Khi các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta vậy. Vua Kitô của chúng ta là thế đó, vua của yêu thương. Người hóa thân trong cả kiếp sống bần hàn nhất, kiếp sống cơ cực nhất, kiếp sống khốn khổ nhất, Ngài trở thành những kẻ trần trụi để chia sẻ kiếp sống của những người trần trụi. Ngài trở thành những kẻ bị bêu diếu để hiểu được nỗi nhục nhã của những kẻ bị mất nhân phẩm.
Ngài lang thang với những kẻ không cửa không nhà để hiểu được thế nào là sự bình an của một mái ấm. Vua Kitô chúng ta mừng kính là thế đó. Không phải là một vị vua với những quyền lực, với những bổng lộc, nhưng quyền lực của Ngài là dang rộng bàn tay yêu thương, và bổng lộc của Ngài là sự sống sung mãn cho nhân loại, cho tất cả và cho từng người chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi mừng kính lễ Chúa Giêsu Kitô là vua, chúng ta nhìn thấy đích điểm của đời sống chúng ta. Chúng ta thấy được đích điểm của cuộc hành trình chúng ta. Chúng ta thấy được phẩm giá của chúng ta, bởi vì chúng ta được yêu thương. Và chúng ta được mời gọi để trở thành những hình ảnh của vua Kitô nơi trần gian này. Và quả đúng như vậy, qua bí tích rửa tội, tất cả và từng người chúng ta được chia sẻ ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô. Chúng ta là vua. Chúng ta là vua. Thế nhưng chúng ta sống cái chức vụ là vương đế của chúng ta như thế nào trong tư cách của một Kitô hữu? Chúng ta có học nơi gương của vua Kitô để thể hiện cái tính cách vương đế trong đời sống đức tin của chúng ta hay không? Chúng ta được chia sẻ chức vụ là vua của Chúa Kitô, chúng ta có học bài học của vị mục tử nhân lành để biết yêu thương và chăm sóc cho đoàn chiên như Chúa Kitô hay không? Đoàn chiên ấy đối với vị linh mục là giáo dân của mình. Đoàn chiên ấy đối với những bậc làm cha làm mẹ là con cái của mình. Đoàn chiên ấy đối với những thầy cô giáo là các học sinh của mình, những người mình đang yêu thương, những người mình đang có trách nhiệm, những người mình đang được mời gọi để dấn thân phục vụ. Hãy học nơi vua Kitô bài học yêu thương ấy. Chúng ta được chia sẻ chức vụ là vua của vua Kitô. Chúng ta có thực sự dám vâng phục thánh ý Chúa Cha, dám lấy thánh ý của Chúa làm lẽ sống cho đời sống của chúng ta hay không? Hay chúng ta vẫn đi tìm cái tôi của mình? Bài học của vua Kitô để lại vẫn là một bài học sâu thẳm, chẳng bao giờ chúng ta có thể hiểu cho hết, nhưng mãi mãi vẫn là một bài học cần thiết để chúng ta áp dụng trong đời sống, trong từng ngày của chúng ta. Và đặc biệt, chúng ta học nơi vua Kitô bài học để biết yêu thương và trân quý từng con người, cho dù họ có mọn hèn đến đâu, cho dù họ có nhỏ bé như thế nào, cho dù họ có bị tất cả khước từ, thì đều có một chỗ đứng trong trái tim của vua Kitô. Là Kitô hữu, chúng ta có để một chỗ như thế cho những người khốn cùng trong trái tim của chúng ta hay không? Được chia sẻ chức vụ vương đế của vua Kitô, chúng ta hãy quản trị trần gian này trong thánh ý Thiên Chúa, trong đường lối của Thiên Chúa, trong ý muốn của Thiên Chúa. Có như vậy, khi chúng ta mừng lễ, chúng ta không chỉ dừng lại ở ánh hào quang của vua Kitô, mà dám nhìn thẳng vào bản án người ta đặt trên đầu của một tử tội, dám nhìn thấy những thách đố, những hy sinh mà một người Kitô hữu phải trải qua. Xin vua Kitô, đấng đã ôm ấp tất cả mọi phận người, trợ lực cho chúng ta. Xin vua Kitô, đấng đã đích thân yêu thương, chăm sóc và kiểm điểm đoàn chiên của mình, nâng đỡ chúng ta. Xin vua Kitô, đấng đã vâng phục cho đến chết, nâng đỡ chúng ta. Xin vua Kitô, đấng đã hóa thân thành những kẻ mọn hèn, nâng đỡ chúng ta. Thưa cộng đoàn, có một bài hát rất quen thuộc, tôi chỉ xin dùng lại hai câu như một cái khát vọng và như kết luận cho những suy tư trên đoạn tin mừng, trên những đoạn lời Chúa hôm nay. Lạy trái tim Chúa là vua cai trị mọi loài. Lạy trái tim Chúa Giêsu là vua, xin cai trị lòng con suốt đời. Amen. Thank you.
tràn nằm sâu khi ruộng dâu đã hóa biển xanh và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây luôn còn mãi êm ấm hai đầu thời gian năm tháng không hề mờ tan. Người không biết vội vàng và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa tắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn đời, muôn đời. Người ở bên tôi không hề đơn côi. Ngàn ngàn năm xưa khi màn đêm sông cõi hồng hoang và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng, người đi trước thời gian luôn hằng hữu không vương theo vòng ngày đêm. Không có cội nguồn bởi người là chính cội nguồn. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn nơi. Người ở bên tôi không hề đơn côi. Từng ngày nhờ đại dương quá tràn đầy.